Thôi xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị nha. Hôm nay là một chủ đề tiếp theo, nó cũng có liên quan tới cái máy lạnh. Cái trường hợp này thì lúc đầu thì nó bị xì cái đường ống nằm ở trong cái máng nước này, đây nằm ở trong đây. Thì đây là một trong những cái triệu chứng mà cái tình trạng của Toshiba mà sử dụng lâu ngày á thì nó hay bị. Ở đây thì có anh em làm rồi nhưng mà nó chưa có đạt yêu cầu, với thứ hai nó bị nghẹt rồi. Thì cái nhiệm vụ mình sẽ xử lý lại toàn bộ những cái vấn đề mà nghẹt với xì ga của tủ luôn, gần như là tổng quát. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành test tổng quát từ cái linh kiện cho tới cái vấn đề mà độ lạnh của tủ luôn. Ở đây là cái tủ Toshiba, thì trước khi mình làm mình hay có thói quen là nhìn qua cái model tủ. Các bạn cùng với mình nha, kiểm tra lại. Đây là cái model GR R41 FVUD, nguồn điện 220. Thì cái dung tích của tủ là 331 lít. Tủ này tủ Toshiba sử dụng ga 134 nha quý vị, là HFC 134A. Thì tủ này là 331 lít, sử dụng ga 134, nguồn điện 220, chứ là đây chỉ là cái tủ lạnh loại thông thường chứ không phải là tủ inverter. Thì tủ inverter thì nó mới sử dụng được ga là ga 600, thì cái loại này là tủ nó thông thường. Tình trạng của tủ bây giờ theo như nắm bắt sơ lược á thì là nó bị xì và có dấu hiệu bị nghẹt rồi. Bây giờ mình sẽ cùng nhau xử lý. Thì cái công việc chúng ta cần làm bây giờ là thay thế một số ống đồng và tìm cái chỗ xì và khắc phục chỗ xì bằng cách là vệ sinh sạch sẽ cái mối hàng và hàng lại gần như là tất cả. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành canh ga lại bằng cách là đuổi gió cho sạch hết, rồi bắt đầu là tiến hành nạp ga vô và cho nó test thử ít nhất là 24 tiếng để kiểm tra tổng quát về cái linh kiện của tủ lạnh, từ cái xả đá, cái rờ le, cái sò lạnh cho tới kể cả cái motor quạt, thì chúng ta cần phải làm lại hết tất cả, dường như là ôm chỗ gói nha quý vị. Và bây giờ cùng với mình làm. Thì để trước khi mình tiến hành mình làm thì mình cần phải coi cái lượng ga đây còn hay không, mình xả hết toàn bộ để đảm bảo cái an toàn trước khi mình thực hiện cái vấn đề mà kiểm tra. Ở đây có cây ti, mình sẽ mở cái ti ra. Ở đây có cây ti nè quý vị, cái này thấy không, ở đây có anh em sạc ra rồi nhưng mà họ làm chưa có đạt, thì chúng ta bây giờ anh em thợ bên mình ảnh về mình sẽ nghiệm dụng xử lý nó. Mình sẽ mở cái này ra đó, các bạn thấy không, ga nó xì ra nè đó, mình cho nó xì ra tất cả luôn thì đảm bảo ở trong cái hệ thống này sẽ không còn ga nữa thì mới được nha. Chứ nếu mà nó còn ga chúng ta đưa cái lửa hàng vô là nó sẽ phật á. Đây hết rồi. Rồi để mà cho nó an toàn một lần nữa, để thử xem coi phim nó có bị nghẹt hay không, thì chúng ta tiến hành một cái cách thứ hai dựa trên kinh nghiệm thôi. Ở đây là cái đầu ti, ở đầu con cái tủ phim ba đầu, thì chúng ta sẽ bẻ một cái đầu ống ở chỗ này, bẻ thẳng lên, bẻ đứt ra ngoài luôn, để cho cái lượng ga trong này nó nếu mà nó còn sót lại trong tủ á thì nó sẽ xì ra hết cái đường này ha. Thì đảm bảo một điều là trong tủ không còn ga nữa thì mới tiến hành làm nha quý vị. Rồi từ từ ha, mình lo nó lên, mình bẻ nó ra luôn cái chỗ này đây. Ồ, nó rạn hết trơn này, bẻ ra luôn để đảm bảo là cái chỗ này nó không có, để chưa các bạn thấy là nó còn nè, nó còn ga, nó nghẹt ở đây nè, nó nghẹt cái chỗ cái phim như thế này rồi, nó nghẹt cái chỗ cái đầu vô cáp thì nó còn một miếng ga. Mình sẽ giải quyết hết tất cả cái luôn ha, phải đảm bảo là không còn ga nữa nha quý vị. Chứ nếu mà chúng ta làm mà còn ga thì nó rất nguy hiểm, nó bị xì và ảnh hưởng tùm lum. Rồi để đảm bảo cho cái việc này thì chúng ta sử dụng con dao hoặc là kìm cắt á, mình cắt cái đầu này sát vô, mình bẻ nó để cho nó, ở đây có dấu hiệu nó xì nè các bạn, đây là dấu thứ hai. Có thể là cái tủ này nó nằm ở cái vị trí là cái khu vực mà bị oxy quá nhiều quá đó, đây dấu hiệu xì nè. Thì thường những cái tủ như này á mình cần phải vệ sinh đường ống luôn nha quý vị, lấy giấy nhám á mình vuốt sạch hết, đặc biệt những cái mối hàng như thế này nè ha, những cái mối hàng mà nó bị oxy quá như thế này các bạn cần phải xử lý cho kỹ vô đó, cạo sạch nó ra rồi bắt đầu lại lấy giấy nhám vuốt tất cả từ trong ra ngoài đó, những cái chỗ này cần phải kỹ lại. Tại vì sau này chút xíu mình sẽ tiếp giáp cái mối hàng nằm ở đây nè, các bạn hàng nó sẽ ăn vô đây, nếu mà chúng ta không kỹ á, mình xử lý không kỹ là nó sẽ không có ăn mối hàng chặt vô ống đồng, thì lúc đó nó lại bị rò rỉ lần thứ hai thì lại phiền phức và mất thêm thời gian nha. Rồi đồng thời ở đây mình cắt thêm cái đầu này cho nó chảy cho nó nhiều lên đấy, mình cắt ở đây nè đấy, nói chung là cho nó đảm bảo là không còn bất kỳ giọt ga nào trong đây nha quý vị. Nó còn ga chúng ta hàng nguy hiểm lắm, lửa nó phật với lại nó cộng với cái hóa chất của ga đó, nó ra một cái mùi hôi rất là khó chịu. Ok không, bây giờ chúng ta sẽ ghim điện thử để cho hút vô đằng này và ga bắn vào đằng này, và đồng thời ở đây mình có thấy dấu hiệu anh em làm nhiều khi nó bị cụp ở đây nè, thấy không, nó bị sự cố ngay nè,
Đó, bây giờ không nè, chúng ta sẽ kiểm tra tổng quát. Rồi. Đây có cái ampe nè. Chờ lắp chạy đó. Các bạn thấy nó bắn không? Dầu ui, con này nó bị ngạt từ lưa rồi. Con ngựa chết luôn rồi. Nước không. Xin báo cáo với cán bộ là cái trường hợp này là nó thuộc cái dạng ung thư, nếu mà tôi không kỹ là tôi chết luôn. Trời ơi, các bạn thấy nè, một cái tủ lạnh mà nước nó nằm ở trong cái lốc đến độ nó bắn ra cái đầu này nè, nó bắn ra ngoài đây nè, nước nước rất là dữ dội luôn. Đồ ngựa này các bạn coi cái dấu vết nó để lại nè, cái này là dầu trộn với nước, nếu như mà không biết cách làm mà làm tầm bậy bạ này chết nè. Cái tủ này là phải xúc dầu lại rồi, không không có ấy lại, phải xúc dầu lại, tháo ra hết, làm lại chắc mất ngày nha quý vị. Rồi cùng với mình làm luôn lỡ rồi, nói chung là biết ý đó rồi ha, mình giải quyết nó. Bây giờ chúng ta sẽ làm từ từ, đầu tiên xử lý cái này xong rồi chúng ta sẽ tháo cái lốc ra luôn, đi thay dầu mới. Tại vì cái trường hợp này đó là nó bị nghẹt nước, nó nằm ở trong cái hệ thống ống này rất là nhiều, mà mình xử lý những người thợ, những anh em mình đó, nhiều khi không có nắm bắt được cái cách nó hoạt động á, rồi làm nó không có tới, đâm ra nó bị sự cố. Rồi lúc đầu nó bị nhẹ, làm nước dầu mỡ không nó thành nặng đô rồi. Đó, thấy không? Các bạn biết không? Nước không. Cái điều này rất là mệt mỏi đây. Đây, để bây giờ mình sẽ lấy lửa khè vuốt ra tất cả, xả hết toàn bộ ra. Ha, chỉ có như thế này mới là ấy thôi. Không biết lý do gì nước nó ngập và do sử dụng ở cái nơi mà nước bị ngập hay sao mà ta nói trong cái hệ thống nó nước mà nó bắn ra như thế này nè. Đó, nước mà nó như thế này nè, để mình che cho quý vị coi nha. Nè, nó văng nè. Đó, nước không trong này chứ không phải là dầu đâu nha. Vậy cho nên cái tủ này cần phải xử lý cực kỳ kỹ luôn, chứ nếu không là trong vòng 2 ngày à. 2 ngày đảm bảo nó tái lại cái bệnh liền. Đó là 2 ngày là tương đối là nhiều quá, chứ thường thường là trong vòng mấy tiếng họ bị liền. Trời ơi trời, nước đâu quý vị coi nè. Đó, rõ ràng quý vị coi nha, hiện tượng cái tủ này bây giờ là giải quyết nó hơi căng. Gỡ hết tất cả cái ra, tháo lốc tháo đồ, xúc dầu, thay đường ống lại. Và đồng thời xúc bắn nitơ cái dàn lạnh, kể cả cái dàn nóng cho thiệt kỹ. Chứ nếu không mà kỹ lưỡng là đảm bảo nó sẽ bị tái lại, ngạt lại nha quý vị ha. Rồi, đây là một trong những chứng bệnh ung thư nè quý vị. Cho quý vị coi, nước không nè, thay phim tất cả luôn. Rồi, giải quyết. Rồi, cái gì chúng ta xả cái này ra, xả này ra, xả luôn cả cái đầu này. Nói chung xả rất là nhiều thứ để chúng ta xúc vàng nha quý vị. Rồi, cái bộ là cái tủ này là ung thư rồi đó. Nhưng mà mình cố gắng giải quyết cái ung thư này luôn cho khách hàng. Thì đây là đồ của anh em thợ thôi, họ nhờ giải quyết thì cũng ráng cố gắng gồng mình giải quyết, bao nhiêu nội công là chơi hết luôn. Họ đi bán đỡ không chịu không? Rồi, trước tiên mình xả cái này ra trước.
thì sao nó bắn ngược cái đây, nhưng mà này, anh cứ cái đợt này nó có đúng rồi đó, bắn đầu lại nó bắn đầu nào đầu về hút đây nè, đầu hút ra nên đầu về hút nó bắn ngược vậy ra à. Vậy là chạy ngược thằng mày mà là le gì của nó đúng không, không biết nhưng mà có nằm thay chưa là không, coi kỹ cái ampe đây em thử em biết à, em chưa đến nổi nếu mà nó chạy ngược nó rần lắm, còn này không phải tại cái ampe của em hư rồi, còn cái ampe là sao mà lên tới 300 lần chạm đấy nè, chạm đấy được rồi, không chấm mấy rồi đó, bình thường lên một chấm mấy rồi kì vậy. Qua cái con kia đo 0.2, 0.3 là biết chính xác rồi đó. Còn giờ có rất kỳ quá. Chưa có điện. 1.5 nha. Chưa có điện. 1 cái máy độ coi như là không tải của lốc máy lạnh luôn rồi. Bật lên đây gần 300 luôn á. 1.8. Ok, con này về bình thường rồi đó, gì đâu. Để em coi lên con nằm với là chạy nó 0.2 là đúng. Tắt là nó vẫn còn nè, nó còn giống như là nó cái phần mềm đấy. Con này tháo ra thay nhớt, xúc nhớt xong rồi bắt đầu hàng vô bắn đi tơ. Đồ mà nặng đồ nha, lấy cái chịu máy nha. Rồi xong, đem ra. Em hàng máy đầu ti hết, bắt đầu có gì chút xíu phụ bắn với anh Phong. Hàng đầu ti gọi lóc này tháo ra dục ngoài đi, đem cho thằng nhanh nó thay, nó lấy 30.000 nó thay nhớ thay dầu ôm chạy về. Đúng rồi, vào cho nó về. Vào cho tự xử đi, biết ý nó có máy bắn á, nó bắn mạnh lắm. Bắn sạch nước luôn á. Rồi mình ôm về thôi, ngồi đợi lấy luôn. Nhân ở trên Vĩnh Viễn. Với tàu này hả? À, nhiều khi bắt đầu tầm 7:00 gửi lại ai vậy? Rồi uống cà phê buồn mình nó trời, mình xuống đây có kèo thơm chừng nữa. Má chạy xong mà không được gì luôn. Không được gì. Mình mới có kinh nghiệm cuộc sống được. Ráng ngủ mẹ ngủ mập thiếu bạn thiếu bè buồn quá, mày chạy đấy đi có kèo thơm đưa cho mày này xuống uống ly phê chuyện sầm xí mất thời gian mình có chuyện làm. Em về độ má nói mấy môi giới không có giao ngoài bên đó ngồi nó bậy bạ xong hết anh cũng xuất hiện khi đặt cọc rồi. Kêu nó bậy bạ hỏi lùm ra. Đây tụi nó là ăn ở không? Ừ. Vậy là thì ra là cái sự dự án là vậy hả? Thì tao không gặp trong kè nhưng mà tao biết mẹ. Ông te đầu ông chạy thấy mẹ ổng luôn. Ngủ má rồi không thiếu tay rút gài nhậu nó không chừng. Chắc vậy quá. Cái à, mày xuống đây đi có kèo thơm cho mày nè. Rồi mày xuống cái nói chuyện sập xí không rồi mất công ăn chuyện làm hồi rồi bia bọn tốn tiền tốn kém làm lum rồi. Có đủ má tao xuống đồng mày không có được chạy trời. Cảm ơn ạ. Em thấy ông mê ông hăng hái ông chạy tội nghiệp không? Ờ. Hăng hái ông chạy, ông chạy từ đây về dưới dưới Gò Đen với luôn á hả? Trời ơi, mấy ơi mấy này nó chưa theo tao thời gian nó dài chứ không có kinh nghiệm cuộc sống rồi chết. Nghe cũng ham mừng á anh. Dù mình đang ở không khá còn cũng có công an chuyện làm mình khác rồi đi rồi. Đi ai lo cho chuyện mình. Tao nói ăn của vỏ lỗ của cài á. Thì dưới nó gầy vô nhậu cũng chừng nó đủ không mà. Thằng hồn viên, thằng hồn gà cuối cùng thằng nào cũng tốn ba sĩ giáo hết ngày. Hết ngày đéo được đồng nào. Nói thôi có gì anh cứ chạy đi. Nếu mình xác định kỹ coi nói gì. Đủ má gặp mấy bạn nhậu đéo đẻ đồng đi. Theo mẹ. Ông thằng rất nhiều môn. Nó bóp cỏ nó dắt lên đây đó mà chưa có mà chưa thấy áp phê à, chưa thần quá rồi ốp cổ là đẹp đấy còn sung để rồi đồ nó liêu liếm cái tình này tình ở dưới khoái cái địa bàn cái bên đó mà đổ máy con cắt vậy bây giờ vậy bỏ nhà ra đi luôn lên đây đó tao dạy cho nghề trả nợ xong rồi mở được cái tiệm đó xong rồi hai. Dưới tụ tập bên ông anh ba nó trời ơi đụng nữa hả có nghèo nữa hả chưa là cái nghề làm là do bỏ nhà ra đi á là cái anh của anh đó hả ờ rồi giờ vẫn là
nợ về dưới hư lại cho anh đây được đâu 2-3 năm mới trả dứt nợ giang hồ luôn. Giờ xong rồi thì, xong rồi là về dưới tôi còn đang tôi làm cho cái tiệm hoành tráng lắm, mặt bằng đẹp lắm, chiều ngang 4 mét, chiều dài 2 mét. Cái bác hả? Rồi mình cũ bác banh luôn cái tiệm luôn, đúng không, rồi bán luôn cái nhà luôn. Thôi anh làm ơn đừng dính líu để lo cuộc sống của anh dùng cái đi, đủ mà anh em người ta hiểu cái gì, không cố gắng không gì chơi. Cái chứng nào ta có cứ muốn ngồi có sẵn thôi mà. So sẵn chơi cho nó sướng mà, cái đó bà đưa cho 1-20 tỷ trong tay chắc là hoành chắc lệ luôn á. Bỏ xí ra đây vậy. Do mình anh ơi. Giờ cứ tập trung anh lo chuyện của anh đi. Lo vợ con anh đây, lo gia đình nhỏ của anh cho rồi, nên tưởng mình lo nhiều quá chứ. Mà giống anh hai của em á, thằng em của anh á, thằng em của em là ông giúp cho nó 200 triệu mà về nó không nói tiếng nào, ông cũng tỉnh queo. Rồi ông làm cho mấy chặt tới bây giờ vẫn còn đồ không á. Vẫn còn luôn á, anh hiểu không? Anh hai của em á. Giờ làm cho nhiêu cái miệng ông chám không đủ nữa. Vô đủ đủ cái ông cổ bà già. Rồi. Cái gì? Không có giờ sao chơi qua chỗ qua thế bật cơ là sao? Khổ quá, làm gì kiếm đó chứ sao giờ? Bây giờ khổ quá, ngày làm không được nhiêu tiền chơi phải biết này biết kiếm này kiếm kia kiếm thêm. Cơ chứ ngon làm mới lạnh nha. Lợi lợi ngày có 1 triệu mấy à? Mấy mà làm gì không? Hả? Tại 3-4 triệu một chút nào. Ừ. Không bán gì tư chứ anh em này có nhu cầu gái gú là không cung cấp luôn á. Bây giờ Cái xì ra bác. Thôi cái mặt tôi thấy đủ nó dài sai rồi như cầm. Thôi vậy hoài à. Bây giờ anh ở hướng nào?
của vợ mình chi nhiều với anh không? Lấy bình tài một đống đây hả? Ủa gì em rồi? Đem cái lóc này ra để tao xúc đi rồi chưa chiều quất á. Biết chỉ cần tiếp xúc lần hai lần mình cảm được á, mình làm rồi mình giấy biết. Tờ mà anh không có thưa kiện gì được hết. Vô cái chồng nó rồi đủ má có được cái cảm biết, với lại ví dụ có chuyện gì lạ lạ đấy em trai đi theo anh là thằng lòm này đủ má nó sắp bài cho bên kia chơi được mà, là nó nói anh dính nha thoát ra rồi xong em lẳng lặng bước ra hay làm gì làm không biết, nói chung là anh né đi. Mỗi chuyện mà anh em đủ mà môi giới nó có làm bậy làm bạ, nói chuyện trách nhiệm pháp luật với anh em kia, bên kia chém nó mình không chỉ thế thôi, né qua bờ đi anh. Nó khuyên em anh né đi vậy thôi, không nói nhiều hay làm gì nào kệ mẹ. Ủa má định giúp mấy đất ở dưới đó Bình Hòa đó, đi ăn nhậu vậy mới tốn tiền ăn nhậu đó, chỉ cho biết á, dính liền. Không phải giang hồ mạnh mà liều vô đường cùng. Mấy thằng đó muốn xử lý nó lấy được tiền má rồi mà cái tiền mà thu thập thông tin với giấy tờ đi vô giấy hết trơn, ký giấy ký nhận mà đâu có ai mà đủ má ngồi mà ghi âm thâu âm mà ghi nhận chụp hình điện thoại đâu có gì đó đâu, mà có cho nữa nó cũng có kế đó chứ. Đủ chính quyền lớn can thiệp vô nó thôi đó, giống như là không làm khó nó mà làm phiền người nhà nó đó, đâu nó tác động đó thôi, mày trả tiền nó lại đi, nó không khổ thì được, chứ còn nó giang hồ mà đụng tới nó không được đâu, nó chạy đủ má kiếm không được đó. Chỉ có chính quyền á, thằng lòn hiện tại bây giờ thằng lòn bên Hòa Bê kìa. Hiện tại bây giờ luôn nè. Nó né là mấy người kia đang chi lùng nó luôn á. Đưa hình lên Zalo nhóm môi giới của Bình Tân. Thấy này chỉ cho anh biết 20 triệu. Cho luôn, đủ má bằng mọi giá giữ trên cái lại rồi. Nhiệm vụ và lại của em đi. Chi nã luôn trong nhóm Bình Tân á, trong nhóm môi giới Bình Tân. Nó nói nó biết luôn mà. Nói anh, đủ má tụi nó đưa hình của em lên trên nhóm môi giới Bình Tân luôn á anh. Nó mày đụ má mày trốn cho kỹ đi chứ tao cái này thì gỡ đéo nổi đâu nha. Bắt được là tính sao? Chỉ cần phát hiện chỉ chỗ. Bắt được là đụ má đè đập luôn. Quýt chưa tính sao mà. Ớn thấy mẹ tụi này. Bắt được mấy thằng mà nó có tiền rồi được, bắt thằng mày cờ bạc hết tiền của mình. Mấy cái thằng chúng nợ bắt làm gì nó giờ lấy nó quýnh đập nó đụng má quýnh đập nó, nó một là đường cùng nó lụi lại, hai là đụng bắt nó đưa chính quyền cũng làm gì nó giờ. Khi mà bắt được cái thằng mà có cơ sở làm ăn đàng hoàng mà nó gạt á, mình không đụng nó được thì chính quyền đụng nó được, ví dụ như lên nổi tiếng là thôi nghe em tao đó mày trả tiền đi thì nó sẽ nhượng bộ, mà cơ sở làm ăn nó có nó mới nhượng, chứ còn mình không là đụng mẹ dí đầu này chạy đầu kia giấu hoài. Má có miếng đất anh biết không, miếng đất với mình chắc là hôm nay mua cái tờ đi bằng hai thằng sụp mà chỉ mua thằng môi giới thôi nó xào à. Mà hai thằng sụp đủ má gửi lên luôn, gửi từ cái quận 12 gọi dắt dở về của quận Bình Tân hình ảnh thằng đó luôn, cuối cùng đâu bắt được nó đâu. Rồi đủ má vậy mới gọi cho em qua, tao nói đủ má mà làm ơn mà đừng gọi cho tao,
né tao ra dùm cái thì mày thương tao mày né tao dùm cái đi. Cam rồi bạn. Nếu nó gọi cho mình mình sợ á. Người chứ khoảng chừng chục đứa cũng đỡ nha. Con nhiều quá mà. Đủ má nhiều quá tới tháng 10, tháng Tết tới. Dạ. Chết luôn á. Rồi. Vô đây hàng này lại. Chuẩn bị đuổi đi tơi. Camera nó quay mà nói chuyện không biết. Có cây bạc xài cái tủ không hết. Bây giờ mình hẹn này vô nha quý vị, mình đi tơi mình đẩy cái đầu này để nó về đây. Nước với lại ba cái lượng nước nó ứ nó chứa trong cái vàng súp của cái vàng lạnh á. Thì mình thử 5-3 lần coi sao, coi nó thực kỳ là sạch sẽ thì chúng ta mới tiến hành làm tiếp tục nha quý vị. Rồi sau đó mình tiến hành đuổi một cái lần thứ hai là đuổi nước, lấy lượng nước ở trong cái tủ này ra. Là bằng cách đó là bơm cái nitơ vô trong này, đầu đẩy để cho nó đi qua cái ống này, sau đó nó về cái vàng nóng, nó đẩy toàn bộ cái lượng nước ở trong cái vàng nóng đi ra. Nói chung là chúng ta sẽ làm hai cái nhiệm vụ là đẩy nước ở trong vàng lạnh và trong vàng nóng, phải sạch sẽ cái hệ thống nha quý vị. Còn nếu như mà mình làm mà không cẩn thận á là rất dễ bị tái lại cái tình trạng là bị nghẹt nha. Chúng ta cần lưu ý trên đó. Bây giờ mình sẽ lấy cái này ra trước đã. Cái này phải xúc thay dầu mới nè, nó nghẹt nước không trong này nè. Các bạn biết á, tủ lạnh một khi đã nước không rồi là chia tay nha, làm mệt mỏi á mình phải bỏ luôn cái pin này nè, nước không à. Đó. Đi ra ngoài luôn. Rồi. Vinh nó ra ngoài, đại khái là chờ bắn đi tơi. Ok quý vị. Thật sự ra thì cái video clip mà buổi sáng mình có thực hiện mà chia sẻ về cái cách mà mình giải quyết, mình xử lý cái tủ Toshiba mà nó bị nghẹt nước ấy, thì tiếc quá không thể thực hiện trọn vẹn được. Bởi vì có gọi báo với khách hàng và cái chị khách này thì chị ngán tiền. Tại vì sửa cái tủ mà tình trạng bị nghẹt nước, mình lóc nó vô trong nước trong nằm trong lóc luôn á, và kể cả cả nguyên cái hệ thống từ vàng nóng tới vàng lạnh nó đều bị nước rất là nhiều. Thì cái điều này rất là khó xử lý, mà đòi hỏi mất phải chừng ít nhất là 2 ngày để có thể test, để có thể làm. Mà làm xong rồi mới test thêm 1 ngày nữa cho chắc cú. Tại vì tình trạng này mình đã thường làm qua, thường làm xong rồi á nó khoảng chừng 1 tiếng đồng hồ thôi là đã rất dễ bị nghẹt. Tại cái lượng nước nó còn chứa động ở trong cái tủ lạnh rất là nhiều, là do trong cái máng nước nó còn. Có thể là do cái nơi sử dụng của khách hàng á, nước ngập ở quận 8 mà.
nước ngập trong đó, rồi vô tình là cái ống nó bị nứt rồi. Khi mà người ta không biết, người ta cứ để cái lốc nó vận hành, nó cứ hoạt động và vô tình đó nó hút nước vô. À, làm người lốc thì mình có báo giá này kia, nhưng mà cái chị khách thì chỉ ngán rồi, ngán tiền. Phần thứ hai là gia đình người ta lại muốn xài cái máy khác, cái máy mới nó ngon hơn, nó tốt hơn, nó không muốn xài cái máy cũ nữa tại vì tình trạng nó quá tệ đó. Thì cũng chia sẻ quý vị các bạn biết là tại sao mình không quay trọn vẹn cái việc mà bắn ni tơ rồi mình xúc vàng hay là thay dầu của cái lốc, tại sao không thực hiện điều đó, bởi vì còn chờ quyết định của khách hàng mà người ta không đồng ý, người ta muốn mua cái tủ mới ha quý vị ha. Thì coi như là mình nợ quý vị một lần, nợ quý vị một món nợ đi. Thì sẽ cố gắng thực hiện những video tiếp theo về máy lạnh, tủ lạnh, kể cả máy nước nóng. Có thể là ngày mai sẽ thực hiện cái video máy nước nóng ha, để các bạn hiểu nó hơn. Rồi những cái căn bệnh nào mà nó lặt vặt này kia nếu mình biết á, mình sẽ cố gắng để quay video để cho các bạn có cái nhìn đó tốt hơn, hoặc là kiến thức nào đó nó hữu ích đến với các bạn, những ai mà yêu thích cái bộ môn điện lạnh này. Thì thật sự thành thật xin lỗi quý vị các bạn nha, không có thực hiện được trọn vẹn cái video. Hồi sáng nay chưa thực hiện là cũng mất ít nhất là hơn nửa tiếng đồng hồ đó, để mà ngồi mà tháo lóc ra rồi hàng rồi bắn, chuẩn bị bắn ni tơ. Nhưng mà bên chỗ mình thì có liên hệ với bên chị đó, thì chị nói thôi bây giờ để mua máy tủ mới, sợ nhiều khi mà sửa chữa xong rồi nó lại bị hư thì nó kẹt cho cái việc sử dụng của người ta thôi. Hy vọng rằng các bạn cũng thông cảm cho mình nha. Mình sẽ cố gắng thực hiện những video khác nó được trọn vẹn và tốt hơn. Rồi xin được cảm ơn tất cả mọi người. Cái video này, cái chủ đề này có thể mình tạm thời dừng ở đây để mà làm những cái công việc khác và chia sẻ với các bạn những cái chủ đề khác nữa ha. Ok, xin được cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để xem video cho tới thời điểm này. Xin chúc tất cả các quý vị cũng như những ai đang xem video và ủng hộ kênh Tài Nguyễn Thanh Tài Channel được nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.